Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Rong ruổi phương Nam. Thưa quý vị, thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng vốn được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc thơ mộng và độc đáo, đúng như tên gọi của nó, như là thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn thông hay thành phố mù sương. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta sẽ có một chuyến hành trình khám phá một trong những điều đặc sắc và thú vị đó trong một ngày tại thành phố này, từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi thành phố lên đèn, một thành phố trong một ngày có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm, Đà Lạt chìm khuất giữa sương mây. Sương mây ùa vào khắp lẻo, lấp đầy không gian, khiến tâm hồn lạc giữa cõi liêu trai mộng mị. Rồi khi tiếng chuông nhà thờ buổi lễ sớm vang lên, bình minh nhuộm hồng sương sớm, ướp mật vào hoa lá, cỏ cây, ươm hồng đôi má hay hay thiếu nữ, là khi Đà Lạt tròn tỉnh, vươn vai bước vào sáng xuân thanh bình trong trẻo. Đến khi nắng lên cao, sương dần tan trên đầu cây ngọn cỏ, cũng là lúc Đà Lạt chào đón buổi trưa hè với rì rào thác, suối, rộn ràng xe cộ, ríu rít trẻ tăng trường, tiếng guốc vang trên những con dốc lẫn tiếng vật nuôi. Thiên nhiên Đà Lạt thật kỳ lạ,
Khi nắng trưa nhưng không oi bức, thác chảy cũng dịu dàng, tiếng nói giọng cười đâu đây nhẹ ngọt, một trưa hè dịu êm dần trôi. Khi những cánh chim vội bay về tổ, mặt trời gieo tơ vàng rực rỡ khắp không gian, mùa hè dịu êm lặng lẽ bước đi, nhường cho chiều thu Đà Lạt lộng lẫy và quyến rũ về ngự trị. Buổi giao hòa giữa trời và đất, Đà Lạt chìm vào chiều tím, sương mây bản lãng quẩn quanh núi đồi, như muốn ôm vào lòng những bước chân em, những lời tình tự. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thờ, cây thấm màu đèn lên phố phường. Giờ đây phố lên đèn là lúc những vòng tay ôm như muốn chặt hơn, ánh mắt nụ cười trao nhau như thấm thiết hơn, vì mùa đông đang đến trong đêm Đà Lạt. Đêm lạnh như ấm hơn vì bắp khoai nướng xém, sữa đậu nành tỏa khói, bánh tráng nướng thơm hương. Hay phải chăng vì tay trong tay, mắt chìm trong mắt, tình yêu thay rượu, sưởi ấm cả đêm đông Đà Lạt. Nhặt hoa thấy buồn lòng không bên bờ, gần nhau. Thưa quý vị và các bạn, một ngày đắm mình trong xứ mùa xưa Đà Lạt, chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đã khám phá được đôi nét thú vị về cảnh quan cũng như là nhịp sống bốn mùa trong 24 giờ, có phải không ạ? Và mong rằng quý vị và các bạn sẽ còn có những dịp để tìm hiểu nhiều hơn về những điều kỳ thú khác khi đến với chương trình Rong Ruổi Phương Nam. Và đến đây thì chương trình Rong Ruổi Phương Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.